Tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận chỉ một nguyên nhân. Ngày 20 tháng 7 năm 2018 năm nay, đánh dấu 64 năm kể từ ngày Hiệp định Geneva năm 1954, được Trung Cộng đã dùng cả áp lực, cả quân sự lẫn ngoại giao cùng với âm mưu của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chia Việt Nam ra làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17, nơi con sông Bến Hải làm ranh giới. Miền Bắc theo chế độ Cộng sản và miền Nam theo chế độ dân chủ tự do. Và từ đó Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chính sách cõng rắn cắn gà nhà. Tình báo của Đài Loan và Pháp cho biết vào năm 1950, Mao Trạch Đông đã hứa giúp cho Hồ Chí Minh khi cả hai đã ký một hiệp định bí mật. Và những hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy hiệp định bí mật đã được thực hiện. Đó là việc dân biển, dân đất cho Tàu đã diễn ra là cách đền ơn cho Tàu Cộng, đã giúp cho chúng đánh Pháp lấy được miền Bắc và đánh Mỹ lấy được miền Nam năm 1975. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Cộng đã cho ra một bản tuyên bố và một bản đồ chiến đoạn do họ tự động để vẽ ra, nói rằng chủ quyền của họ trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông, trong đó bao gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Phạm Văn Đồng lúc đó là Thủ tướng Bắc Việt, được sự chỉ thị của Hồ Chí Minh, đã vội viết một công hàm tán thành quyết định của Trung Cộng. Do đó cho tới ngày hôm nay, Trung Cộng vẫn tiếp tục dựa vào công hàm đó để khẳng định cái chủ quyền của họ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam mất luôn Thác Bản Dốc, Ải Nam Quang và đã nhường cho Trung Cộng khoảng 720.000 cây số vuông trong cái gọi là Hiệp định Cột Mốc mà hai bên đã ký kết với nhau vào cuối năm 1999 và cuối năm 2000. Nối gót Hồ Chí Minh, bọn lãnh đạo tiếp tục tâng bốc triều Cống Tàu và hành hạ người dân khi dân phản kháng ngoại xâm. Ngay một tên công an cũng hãnh diện về thành tích cõng rắn cắn gà nhà qua lời kể của một nhà đấu tranh dân chủ là bà Trần Thị Nga, bị đàn áp bắt bớ trong cuộc biểu tình khi bà đã hỏi vặn tên công an tại trại Lộc Hà, ngành công an các anh có phải là đang được bảo kê cho Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, đánh giết ngư dân hay sao? Thì tên công an có tên là Nguyễn Đức Trung, có số hiệu 195456 đã trả lời chuẩn, có nghĩa là chính xác. Nội từ tháng 5 2018, Trung Cộng đã đánh đuổi 852 tàu gọi là nước ngoài đã cho là xâm nhập vùng Biển Đông của họ. Chính một bài báo của họ đã xác nhận. Tuy không ghi rõ là tàu nước ngoài này đến từ nước nào, tuy nhiên chuyên gia nghiên cứu hàng hải Trung Cộng là Ryan Mortensen thuộc trường cao đẳng hải chiến của Hải quân Hoa Kỳ cho biết đây là một nỗ lực lớn của Trung Cộng để ngăn chặn ngư dân ở Hoàng Sa. Tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã thể hiện qua Hiệp định Geneva năm 1954, chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7. Đó là ngày quốc hận thứ nhất đã làm cho hàng triệu người miền Bắc phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại của cải ruộng vườn, làm một cuộc di cư vĩ đại vào miền Nam vì không chấp nhận chế độ bạo tàn của Đảng Cộng sản. Tại nhiều nơi đã bị Cộng sản tiếp thu, chúng đã đàn áp, ngăn cản đồng bào di cư, cho nên đã có những cuộc xô xát đẫm máu như là vùng Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh. Khi thời gian di cư đã chấm dứt, nhiều người vẫn tìm cách vượt biên bằng thuyền bè, đò và đã bị Việt binh sát hại. Thưa quý vị, nhiều người đã bơi qua sông Bến Hải, đã bị Việt Minh bắn bằng các mũi tên tấm độc vì có lệnh cấm nổ súng trong vùng phi quân sự. Điều mà Cộng sản lấy làm bẽ mặt là dân của miền Nam không ai di cư ra miền Bắc cả. Chỉ có một số tập kết ra Bắc nhưng rất ít. Việc gần 1 triệu người Bắc di cư vào miền Nam tuy là một gánh nặng, nhưng người dân miền Nam đã chào đón người di cư miền Bắc một cách nồng ấm. Chính phủ miền Nam đã thiết lập nhiều khu định cư cho họ. Và con dân của hai miền Bắc Nam củng cố và phát triển một xã hội dân chủ công bằng vượt xa miền Bắc dưới chế độ Cộng sản cả một trời một vực. Thế nhưng Đảng Cộng sản miền Bắc không ở yên một chỗ, như chúng đã cấu kết với thực dân phân chia đất nước Việt Nam ra làm hai. Chúng lại dùng vũ lực của Nga Tàu tiếp sức cưỡng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, đó là ngày quốc hận thứ hai của đất nước Việt Nam.
Mỗi năm đến ngày quốc hận thứ nhất 20 tháng 7, người Việt Nam không khỏi ngậm ngùi và xót xa nhớ lại câu hát của nhạc sĩ Lam Phương ghi lại thổi trời đất tang thương, chia cắt bên dòng sông Bến Hải. Đêm nay trăng sáng quá em ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu. Vì ai, bởi ai? Chỉ có một nguyên do duy nhất gây nên hai ngày quốc hận, đó là tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.